10 tác dụng tuyệt vời của vitamin E bạn nên biết. 1. Làm dịu vết bỏng nắng. 2. Làm lành vết thương. 3. Ngăn ngừa ung thư da. 4. Giảm tình trạng ngư da. 5. Hỗ trợ điều trị bệnh chàm. 6. Hỗ trợ điều trị bệnh vẫy nến. 7. Ngăn ngừa hình thành sẹo. 8 ngăn ngừa nếp nhăn, 9. Làm dịu vết bỏng, 10. Giúp móng chắc khỏe, cảm ơn các bạn đã theo dõi, Trần Thái Tân.